Chào mừng các bạn đến với video là bỏ về chó phần tiếp theo. Phần này chúng ta cùng xem quá trình ta bỏ về trên một chú chó con các bạn. Chó này cũng nhỏ. Ta đang loại bỏ về trên phía sau của lỗ tai các bạn. Chó này chó con các bạn chưa có trưởng thành. Mình nghĩ là cái phần trong của lỗ tai con chó này nhiều ve các bạn. Nhìn sơ qua mình thấy quá trời các bạn. Wow. Nhiều quá các bạn ơi. Con chó này còn nhỏ mà không biết người ta đã làm sao mà về. Về nó quá nhiều như thế này. Rất chậm đó các bạn, không rất nhanh mà làm gì nữa. Chậm quá các bạn, chậm quá cho con này ướt, nó tay khó chịu quá các bạn. Cái khăn nhìn có vẻ mất vệ sinh quá các bạn, cái này phải dùng cái khăn sạch cũng là mà lao, chứ dùng cái khăn này mình thấy mất vệ sinh quá. Rất chậm các bạn, 4 phút hơn gần bắt chưa được một cái lỗ tai. Mình nhận thấy video này là người ta bắt có một bên cái lỗ tai là kết thúc rồi các bạn, chắc là còn muốn video sau nữa. Là hết rồi các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn.